Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam và Liên minh Phòng chống bệnh không lây nhiễm Việt Nam vừa có kiến nghị Bộ Công Thương dừng hẳn các dự án nhà máy nhiệt điện chưa được xây dựng do lo ngại nhiều mối nguy hại về môi trường và sức khỏe từ cộng đồng từ các dự án nhà máy nhiệt điện đang hoạt động. Theo kiến nghị của Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam VSEA và Liên minh Phòng chống bệnh không lây nhiễm Việt Nam, cần dừng hẳn việc xây dựng mới các dự án nhà máy nhiệt điện trong thời gian tới đây. Trong văn bản kiến nghị Bộ Công Thương, chuyên gia từ hai tổ chức này cho rằng các nhà máy nhiệt điện than đang chiếm khoảng 50% trong nhóm các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc có những tồn tại trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Chính vì thế, rất cần giám sát đặc biệt từ phía các cơ quan quản lý về việc bảo vệ môi trường tại các dự án này. Báo cáo của nhóm nghiên cứu này cho thấy hơn 20 nhà máy nhiệt điện than đang hoạt động, tồn tại nhiều mối nguy cho môi trường, sức khỏe của người dân. Mỗi người này sẽ gia tăng gấp đôi nếu có thêm 40 nhà máy nhiệt điện than nữa nằm trong quy hoạch điện 7 vừa được điều chỉnh đến năm 2030. Trong số này có 14 nhà máy nhiệt điện dự định xây tại đồng bằng sông Cửu Long, nơi được dự báo sẽ chịu tác động nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu và các dự án thủy điện tại các nước thượng nguồn sông Mekong. Một dữ liệu phân tích khác từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu tại Đại học Cần Thơ cho thấy, một nhà máy nhiệt điện than có công suất 1.000 MW cần đến 12.000 tấn than và 98.000 mét khối nước mỗi ngày, đồng thời mỗi ngày thải ra môi trường một lượng lớn chất độc hại, gồm 30.000 tấn CO2, 680 tấn SO2 và NO2, đặc biệt là 4.200 tấn tro xỉ một ngày, gây ô nhiễm nghiêm trọng cho đất, nguồn nước lẫn không khí.